tweet. Do it, babe. Phía biên giới Long Bình, tay nó vẫn nói sâu với tiếng nhạc bô qua nhiều công trình. Độ phản pháp sau lưng xe nên đường lui nó quyết không nhìn. Tốc độ nó đang đi đủ có thể đưa nó lên khung hình. Lỡ đụng ai chết nó cũng mặc kệ, vì lời khuyên trong nghề toàn thế. Thà là không ai nhìn thấy nó còn hơn là không còn thấy đường về. Đặt mạng sống lên trên bàn cân vì chỉ mong cho nhà cửa không đói. Tâm gắn thức thì cũng phải cam, nó chết sau đời đối xử nó tệ. Nó sẵn sàng cho kẹo đồng bay khi dầu dịch đi xa chi tiết. Sẵn sàng xuống tay hạ thành khác nếu đó là cách để nó đi tiếp. Nếu là cách để nhà nó no, kéo một khối thật to khi xích. Với người thân nó là người tốt, cùng với mày là một sự uy hiếp. Chắc nhận để thân dính mùi tanh, để nhà người mùi trong à. Chỉ nó toát ra mặt lạnh tanh khi cuộc đời nó không tha. Nó là thứ gia đình bị sợ khi đồng hồ báo là đêm về khuya. Đó là đứa con ngoan của quỷ khi bị để cho ra rìa. Phải đền tội trong hôm nay vì cuộc sống không yêu ai một ai đồng lên được rơi.